Các bạn thân mến, chiếc máy tính bảng mới nhất thuộc dòng mini của Apple đó là chiếc iPad mini 4 vừa được ra mắt. Và hôm nay đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu các bạn một cái món phụ kiện bảo vệ màn hình dành cho nó, đó là miếng dán cường lực với độ cứng 9H. Với miếng dán cường lực này thì các bạn hoàn toàn an tâm là nó vừa khít với lại cái mặt kính của chiếc mini 4 của chúng ta, và nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cho cái mặt kính nó được an toàn hơn trong quá trình chúng ta sử dụng. Ví dụ chúng ta chẳng may làm rớt máy úp mặt xuống đường thì nó sẽ bảo vệ cho cái mặt kính nó không bị chảy xước và hạn chế vấn đề vỡ bể gây ra. Và đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng thường xuyên như là móng tay chúng ta chơi game quẹt nhiều trên màn hình thì đối với những cái miếng dán mỏng thông thường thì nó sẽ rất là dễ tràn màn hình, còn với miếng dán cường lực này thì nó sẽ loại bỏ được vấn đề đó. Và các bạn thấy là chúng ta có phần vị trí nút home được chờ chính xác cho chiếc máy của chúng ta, do chúng ta hoàn toàn an tâm là chúng ta sẽ bấm rất là dễ và nó sẽ tràn ra cái cạnh màn hình bên dưới chúng ta, chứ không có chừa nguyên cái đường trống như nút home này nữa. Và với miếng dán này thì chúng ta chỉ cần làm sạch màn hình, chúng ta ướm thử và sau đó thì chúng ta đặt miếng dán, chúng ta lột bỏ cái lớp số 1 ở dưới này ra, chỗ miếng keo này, thì chúng ta sẽ đặt nhẹ nhàng miếng dán xuống cái vị trí chúng ta vừa ướm thì nó sẽ tự động nó loang ra rất là đẹp. Còn nếu các bạn không quen thì các bạn nếu mua hàng trực tiếp tại shop thì các bạn sẽ được nhân viên của shop dán luôn, rất là nhanh chóng và đơn giản. Các bạn thân mến, phần giới thiệu miếng dán cường lực với độ cứng 9H dành cho chiếc máy tính bảng Apple iPad mini 4 do đồ chơi di động.com thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.